Xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại quay một chiếc Liwa 10kVA dài 50 mà hôm qua em đổi cáp được của một bác khách ở Bắc Linh. Đây thì bác vô tình xem được cái video về cái ổ áp cách ly chống giật của em. Em thì là chuyên về ổ áp rồi. Nên cái ổ áp mà cái nào còn ngon, cái nào còn ok thì em biết ngay. Nhưng mà em thì lại chuyên ổ áp nhiều năm nay rồi, nhưng mà em chuyên bán máy mới rồi nha các bác nhé. Đây, chuyên bán máy mới rồi. Và cụ thể là em bán cái ổ áp cách ly này, chống giật này. Tức là mình có sờ thẳng vào dây nửa hoặc những đoạn dây điện nào bị hở mà thì chúng ta có dẫm vào, hoặc là máy móc bị giò điện dây nửa ra vỏ chúng ta sờ nó không giật, thì tí nữa em sẽ giới thiệu cái máy này sau nhá, và test chức năng chống giật của nó để có xoong nước này. Em thả cả ổ điện vào xoong nước. Còn bây giờ em sẽ quay lại cái máy mà hôm qua em đổi cáp được của một bác khách ở Bắc Linh nhá. Thì bác đấy cũng vô tình xem được cái video về cái máy cách ly chống giật của em, thấy nó hay quá thì bác ấy đổi sang, bởi vì máy này nó vừa chống giật và vừa cách ly chống giật và vừa chống sét lan truyền, thì bác ấy thấy hay, bác ấy đổi sang. Và bác nên là đổi sang cái máy 15kVA, nên là vì bác ấy đổi nên em phải xuống. Hôm qua là em qua tận nhà bác đấy, em lắp cho bác và em lấy cái máy lại cái máy bác đấy lấy cái máy của bác đấy về. Thì máy này là vẫn đang lắp trên giá nhà bác ấy treo cũng cao đấy, em hạ xuống cũng vất vả. Máy đang chạy bình thường, vẫn đang chạy bình thường nha, nhà bác nó vẫn chạy bình thường, vẫn xin là rất xin là ngon. Máy này là máy 10.000 giải rộng này, 10.000 10kVA, và máy đời cao này có cả cái công tắc để mình gạt, biết điện nhà mình yếu hay khỏe này, yếu tầm nào này. Đấy, ví dụ gạt xong tầm này, đây em đang cho cái vô cấp là điện hơn 100V, đây em đang cho cái vô cấp là hơn 100V, thì đây nó đang báo hơn 100V này. Đây là báo điện vào nhá, mình gạt bên này thì nó lại báo điện ra là vẫn 220 này. Đây là đồng hồ 3A là báo dòng tải. Đây, em quay nhanh cái máy này và sẽ báo giá cho các bác biết nhé. Em bán rẻ thôi. Bởi vì sao em bán rẻ? Bởi vì là em không chuyên vào máy cũ. Đây, kể cả cái máy này về này, em cũng không không có mông má gì. Nếu mà qua tay thợ chuyên buôn máy cũ là người ta sẽ lau chùi bằng dầu này, còn dầu bằng xăng lau sạch sẽ, người ta đánh cà la lên thì máy này bóng bẩy đẹp ngay. Nhưng mà em thì mua lấy về sao em bán vậy, miễn sao máy chạy ok còn ngon lành êm ái là được, bởi vì em chuyên vừa nắp, cái máy nào ngon thì em mới lấy, còn không thì em cũng không lấy làm gì đấy. Và bây giờ em cái máy này là bình thường ra các quán là nó phải loanh quanh tầm 4 triệu các bác nhá, còn các bác mua được rẻ thì cũng cũng phải gần 4 triệu, cũng phải 3 triệu mấy. Còn em đây em chỉ bán 3 triệu mốt 50 là đã bao ship rồi, ship toàn quốc luôn. Các bác nào đến tận nơi thì em sẽ bớt cho tiền ship, bớt cho 100. Còn mình bây giờ em bán cho là 3 triệu mốt 50. Các bác nào đến tận nơi thì em bớt cho số lẻ đấy, còn 3 triệu chẵn. Còn các bác nào ở xa thì em tính tiền ship, cả tiền ship là 3 triệu mốt 50 nhá. Và các bác mua xem được cái video này, các bác biết mua hàng trên mạng này, biết xem YouTube để là mua hàng là các bác đã có một lợi thế lớn đấy. Có nghĩa là em bán trên YouTube này em không có bán giá cao được, bởi vì là không phải có một mình em bán, nên em phải bán, em đăng cái giá bán gọi là bán dọn kho đấy, bán ý là bán cho nó đỡ chật kho thì nên em bán rẻ thôi, chứ bình thường người ta không có bán giá này nhá. Nên bác nào mà xem được video này, các bác nào xem được trước thì các bác mua trước. Còn em thì em không không hứa là để cho bác nào cả, bác nào mà cứ đến trước thì mua trước, hoặc đặt cọc trước, hoặc là chốt trước thì em gửi trước, chị cũng không không thì bác nào còn suy nghĩ mà đến vài ba hôm sau báo lại thì lúc đấy em bán rồi thì em cũng em chỉ ừ rồi, chứ còn có người mua thì em bán. Bây giờ em test cái chức năng của nó nhá, đây em bật tắt cho các bác xem này. Máy của quận thì đảm bảo các bác là quá đẹp nhá, đây nó chỉ là bụi bẩn này, bụi bẩn để em tắt điện đã. Cái điện ra bởi các bác này. Đây đây là cái mặt quét của nó này, và những cái đen đen này em chưa ấy đấy, em mà lấy giáp xoa cái là nó lại sáng choang ngay, em lười em chưa xoa đấy. Bởi nhưng mà năng nguyên bản của nó thì mình không nên xoa, bởi vì nó chạy than, nó chạy trên này nó đang là cái nó đang tạo thành một lớp lớp gọi là trơ rồi đấy, cái này gọi là trơ trơ rồi, nên than nó đang quét nó rất là đều, đang rất là êm, nên mình cũng không không cần phải xoa lại đấy. Còn những đen đen bẩn bẩn bởi vì nó là than mà, nên tiếp xúc bằng than nên nó bẩn đen đen này thôi đấy. Các bác thích xoa lại thì về các bác xoa, hoặc là các bác cần thì em xoa lại xong em lại chụp ảnh gửi lại cho các bác xem, cái này nó vẫn còn sáng bóng rất là đẹp. Còn quận dưới đầu người đảm bảo chưa có bị chỗ nào bị
bị gọi là bị đen chưa, chỗ nào gọi là bị gọi hiện tượng là cháy nhá. Quận kia còn nguyên bản, quận dây đồng chạy rất chi là êm đây, đang rất chạy là mượt mà êm đấy. Em là cắm điện vào đấy, các bác thấy êm chưa, quá trình là êm. Máy này bác nào mua được thì quá trình là tuyệt vời. Đây nhà người ta đang chạy bình thường đấy, em bật lại cho bác xem. Thế nó chạy êm ru thế này cơ mà, cái 10k của VA của Liệu A này thì các bác chạy yên tâm, gia đình chạy thoải mái. Ở dưới đáy dưới cái này vì nó lâu ngày người ta để ở nhà người ta đây, em không lau nên là vẫn còn chi là bụi bụi bẩn bẩn tí. Các bác về nhà mà các bác cẩn thận, các bác tháo ra các bác thử thối đi, còn không thì cứ kệ nó. Đây mạch vẫn mạch Liệu A các bác nhá, nói chung nó đang chạy ngon còn nguyên bản. Đằng sau máy xong có cửa 110 này, đây điện vào đây 50 250 và điện ra kia đây. Vậy vẫn còn nguyên tem của nhà máy đây, vẫn còn tem dáng của Liệu A này 1602 là máy này, máy 516 nhá, 16 gọi là đời cao rồi các bạn. Chỉ đa số các máy cũ trên thị trường giờ toàn 2 lẻ mấy mà này, 2 11 hay là 10 thôi. Nhưng mà nói chung là về ổn áp này thì nó lành lắm, không mấy khi nó hỏng cả, đầy cái từ từ năm 2 lẻ mấy mà nó vẫn chạy bình thường, nên các bác yên tâm nhá, nó cũng chẳng có cái gì là hỏng cả. Quận dây đồng này thì còn lâu nó mới hỏng, còn cái mạch kia thì bây giờ điện ổn định thì càng ít hỏng, không có hỏng đâu các bạn. Hỏng thì thay nó cũng chẳng đơn giản, cái mạch bán trên thị trường có 100-200 nghìn chúng ta thay cái nó lại chạy phe phép này. Đấy. Thế này em báo nhanh là cái máy này là 3 triệu mốt 50 đã bao ship nữa, cam kết là đang chạy êm ru ngọt ngào ngon này. Em mua sao em đổi cáp được thì em bán cho nó đỡ chặt nhà, chứ còn cứ để kho này vướng chỗ lối đi lại, cứ đi đi lại là đá đi đá lại là vướng vào. Em bán nhanh để em lấy vốn vào, bởi vì em bán được máy kia em có lãi rồi, nên cái bán này máy này em bán không không em không lấy lãi nữa. Đấy, 3 triệu 450 bao ship toàn quốc các bác nhá. Đấy, các bác mà chốt mà cần phải em chụp ảnh hay quay kỹ thì em sẽ quay kỹ hơn. Đây bây giờ em sẽ giới thiệu cái máy này em chuyên vào máy mới này. Máy mới này thì nó có ưu điểm hơn là nó là máy mới là một, mà ưu điểm thứ hai là nó có bảo hành, còn bảo hành là 4 năm từ ngày sản xuất nên các bác yên tâm sử dụng. Dây đồng thì cam kết 100%, đây in thẳng lên mặt máy này sử dụng 100% dây đồng này. Đây là phiếu bảo hành, còn đây là cái bản cam kết này, hàng chính hãng này. Đấy, sử dụng 100% dây đồng này, nếu có sai thì thật công ty lần thứ có 10 lần giấy chứng nhận sản phẩm. Đấy thì em giới thiệu nhanh thôi. Đây bây giờ em test nhanh cho các bác nhìn này. Đây bây giờ em đo xem bên nào là bên đó này, đây bên nào là bên nào nhá. Em cứ chọc đi vào này, đấy mà cứ cho chân vào này, cái máy này an toàn lắm. Đấy đấy, bây giờ bỏ ra em cắm cái bóng sợi đốt của em vào này. Đấy bóng sợi đốt này, và em thả cái vào xoắn nước cho các bác nhìn nhá. Đấy. Đấy. An toàn lắm. Đây cứ rửa tay trong này là bác không việc gì, chân thì chân đất đấy. Đấy đây em giới thiệu nhanh thôi, còn các bác muốn biết kỹ hơn thì cứ gọi điện cho em nhé, em sẽ gửi video hoặc là xem các video khác của kênh em nhé. Đấy cái máy này là 3 triệu mốt 50 bao ship toàn quốc nhá, đang chạy êm ru ngon này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé.